những tia nắng sớm len lỏi qua tán lá. Có một cây tùng La Hán sừng sững đứng hiên ngang. Từng cành, nhánh của cây như những cánh tay gân guốc vươn ra đón lấy gió trời, mang theo những câu chuyện về hành trình vượt qua bao thăng trầm của thời gian. Không ai biết chính xác cây tùng La Hán cổ kính đã bao nhiêu tuổi, nhưng thân cây to lớn, sân xui, mang theo dấu ấn của biết bao mùa mưa nắng, bão giông là minh chứng cho sự trường tồn của nó. Thời gian là người nghệ sĩ tài ba nhất khi khắc họa lên thân cây tùng La Hán những đường nét vừa thô mộc lại vừa tinh xảo. Đó là nghệ thuật tuyệt đỉnh vô cùng kỳ công của tạo hóa mà bất cứ ai cũng không thể bắt chước. Vỏ cây sần sùi, nứt nẻ, mang theo dấu tích của biết bao thăng trầm, biến đổi của tự nhiên. Những đường vân gỗ đẹp mắt như những thớ cơ cuồn cuộn, thể hiện sức sống mãnh liệt và sự trường tồn của cây. Những cành cây tùng La Hán cổ kính, cong queo, uốn lượn như những thân rồng, thể hiện sức sống mãnh liệt và sự thích nghi phi thường trước thời gian. Các nhánh lớn nhỏ phân bố đồng đều, tạo thành hình những tán cây dày dặn, che mát một khoảng không gian rộng lớn. Gốc cây tùng La Hán cổ kính cũng là minh chứng cho sự trường tồn của nó qua bao năm tháng. Những đường gân guốc, xù xì trên bề mặt gốc cây như kể lại câu chuyện về những thăng trầm mà cây đã trải qua. Cây tùng La Hán đã chứng kiến bao đổi thay của lịch sử, từ những triều đại huy hoàng đến những cuộc chiến tranh tàn khốc. Nó đã che chở cho bao thế hệ con người, chứng kiến những niềm vui, nỗi buồn, những khoảnh khắc hạnh phúc và cả những giọt nước mắt bi thương. Nhìn vào một cây tùng La Hán cổ kính, ta có thể cảm nhận được sự hiện diện của thời gian một cách rõ ràng qua từng chi tiết. Mỗi đường nứt nẻ trên thân cây, những cành cây cong queo và gốc cây đổ sộ đều là minh chứng cho hành trình vượt qua hàng trăm năm mưa nắng, bão giông. Mỗi chi tiết đều mang trong mình một câu chuyện, chứng kiến những kiếp nhân sinh, tạo nên giá trị lịch sử và văn hóa vô giá. Tùng La Hán tựa như một chứng nhân lịch sử sống, ghi dấu những thăng trầm của thời gian, khơi gợi trong ta niềm hoài niệm về quá khứ và sự trân trọng hiện tại. Cây tùng La Hán cổ kính không chỉ là một loài cây cảnh đẹp, mà còn là biểu tượng cho những giá trị văn hóa cao đẹp của con người. Cây là lời khẳng định về sức sống bền bỉ, về sự trường thọ cùng tinh thần bất khuất, đồng thời mang lại may mắn, tài lộc và bình an cho gia chủ. Cùng chúng tôi mở ra cánh cửa bí ẩn của thế giới tùng La Hán, nơi vẻ đẹp uy nghi hòa quyện cùng sức sống mãnh liệt, hứa hẹn mang đến cho bạn những trải nghiệm đầy cảm hứng trong những video tiếp theo.